Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Vì sao đảng cánh tả Anh thắng thế giữa xu hướng cực hữu ở châu Âu? Chiến thắng của công đảng trung tả trong cuộc tổng tuyển cử Anh được chú ý khi diễn ra trong bối cảnh xu hướng cực hữu ở châu Âu đang phát triển mạnh. Ngày 5 tháng 7, ông Keir Starmer, lãnh đạo công đảng, tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Anh sau khi đảng này giành chiến thắng áp đảo trước đảng bảo thủ cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử hôm 4 tháng 7, theo The Guardian. Theo kết quả sơ bộ tổng tuyển cử Anh, công đảng, theo đường lối trung tả, đã giành được 412 ghế trong tổng số 650 ghế tại Hạ viện. Trong khi đó, đảng bảo thủ chỉ giành được 121 ghế, mức thấp nhất trong lịch sử của đảng này. Việc đa số người Anh bầu cho công đảng diễn ra trong cùng thời điểm xu hướng cực hữu ở châu Âu lan rộng. Vậy điều gì khiến nước Anh đứng ngoài làn sóng này? Đài CNN đặt câu hỏi. Xu hướng cực hữu ở châu Âu. Trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu hồi tháng 6, số lượng các nhà lập pháp từ các đảng cực hữu được bầu vào cơ quan này đạt mức cao kỷ lục. Quy mô ảnh hưởng của kết quả cuộc bầu cử này lớn đến mức Tổng thống Pháp Emmanuel Macron quyết định kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội sớm. Trong vòng bầu cử đầu tiên vào cuối tuần trước, đảng cực hữu tổng hợp quốc gia RN và các đồng minh đã dẫn trước liên minh trung dung của ông Macron. Trong tuần này, chính phủ gồm nhiều thành viên cực hữu cũng được thành lập ở Hà Lan. Trong khi đó, nước Ý đang được một chính phủ cực hữu nhất kể từ Thế chiến II lãnh đạo. Tình hình này diễn ra trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đang đối mặt tình trạng nền kinh tế trì trệ, lượng người nhập cư cao và giá năng lượng cao. Nhiều chính trị gia cực hữu thúc đẩy chủ nghĩa hoài nghi châu Âu và cho rằng chính sách của các chính phủ hiện tại là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Cơn gió ngược giữa xu hướng cực hữu ở châu Âu. Anh được cho là một trong những nước tiên phong về chủ nghĩa hoài nghi châu Âu khi tổ chức cuộc bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu EU, hay còn gọi là Brexit, vào năm 2016. Kể từ đó, nước Anh rơi vào hết khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác do đại dịch Covid-19, khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Đảng bảo thủ trung hữu đã nắm quyền ở Anh trong 14 năm. Gần đây, đảng này thực hiện nhiều chương trình nghị sự có phần cực hữu, tập trung vào vấn đề nhập cư. Đảng bảo thủ cũng vướng vào loạt vụ vấn đề nan giải, bao gồm vụ bê bối tổ chức tiệc giữa thời kỳ phong tỏa đại dịch Covid-19 dưới thời cựu thủ tướng Boris Johnson và các kế hoạch kinh tế của cựu thủ tướng Liz Truss gây hỗn loạn cho thị trường tài chính. Ông Peter Ricketts, cựu quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Anh nhận định: "Tôi nghĩ rằng có những chu kỳ trong chính trị và tôi nghĩ theo một cách nào đó, Anh đang thoát ra khỏi chu kỳ của một chính phủ khá dân túy kể từ cuộc bỏ phiếu Brexit." Trong bối cảnh này, công đảng được người dân tin tưởng giao quyền điều hành nước Anh. Trên trang web của mình, công đảng mô tả họ là tổ chức mang lại lợi ích cho người dân lao động và thay đổi nước Anh theo hướng tốt đẹp hơn. Công đảng cho biết mục tiêu của họ là mang lại tiếng nói cho người dân bình thường và cải thiện cuộc sống. Trong bài phát biểu trước cuộc bầu cử, ông Starmer cho rằng các chính trị gia tiến bộ phải chứng minh rằng họ đã học được những bài học từ sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa dân túy. Chúng ta phải chứng tỏ ở Anh, trên khắp châu Âu và thế giới rằng chỉ những người cấp tiến mới có câu trả lời cho những thách thức mà chúng ta gặp phải, ông Starmer nói. Trong tuyên bố tranh cử, ông Starmer và công đảng hứa tập trung giải quyết vấn đề nhập cư, cho phép những người nhập cư trái phép nộp đơn xin tị nạn và hứa sẽ giải quyết các hồ sơ tị nạn tồn đọng chưa được xử lý. Đối với vấn đề kinh tế, công đảng cam kết đầu tư vào công nghiệp và tạo ra môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp. Về mặt quản lý của khủng hoảng chi phí sinh hoạt, công đảng được dự đoán có thể tăng mức lương tối thiểu hoặc khuyến khích các thành phố áp dụng chính sách tiền lương. Phía công đảng cũng cho biết họ lựa chọn cải thiện mối quan hệ thương mại và đầu tư của Anh với EU bằng cách dỡ bỏ các rào cản thương mại không cần thiết, nhưng sẽ không tái gia nhập EU. Công đảng cũng cam kết sẽ cải cách dịch vụ y tế. Ngoài ra, công đảng cũng quyết tâm đưa nước Anh trở thành siêu cường năng lượng sạch, hướng tới việc phát thải ròng bằng không. Điều này cũng cam kết giảm một nửa tội phạm bạo lực nghiêm trọng và nâng niềm tin của người dân vào cảnh sát và hệ thống tư pháp hình sự lên mức cao nhất. Theo trang tin Vox, việc công đảng đưa ra cách tiếp cận mới đối với các vấn đề của nước Anh đã giúp đảng này nhận được sự ủng hộ lớn. Ngoài ra, việc đảng bảo thủ gặp khó khăn trong quá trình quản lý đất nước cũng thúc đẩy cử tri bầu cho công đảng.
thăm dò sau bầu cử, đảng cực hữu Pháp dẫn đầu bỏ xa liên minh của ông Macron. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thất bại nặng nề trong khi đảng tập hợp quốc gia AN cực hữu thắng vòng 1 cuộc bầu cử quốc hội Pháp ngày 30 tháng 6. Hãng Reuters dẫn kết quả các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy đảng AN cực hữu đã giành chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội Pháp ngày 30 tháng 6. Các cuộc thăm dò ý kiến sau khi bỏ phiếu của hãng Ipsos, Opinion Way và E-Label cho thấy AN được dự đoán sẽ giành được khoảng 34% số phiếu bầu, kế đến là Liên minh Mặt trận Bình dân mới NFP của cánh tả với 29% và Liên minh Trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron đứng thứ ba với khoảng 20,5-23% số phiếu bầu. Kết quả các cuộc thăm dò ý kiến sau khi bỏ phiếu trùng khớp với kết quả các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử. Hiện tại, chưa rõ khả năng đảng AN và các đồng minh có giành được đa số tuyệt đối cần để dễ dàng thành lập chính phủ hay không, vì vẫn còn vòng 2 của cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 7 tháng 7. Sau ngày bầu cử quốc hội vòng 1, các đảng và các liên minh đã kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho họ ở vòng bầu cử thứ hai. Thủ tướng Gabriel Attal, đại diện liên minh của Tổng thống Macron, cảnh báo rằng Pháp có thể có chính phủ cực hữu đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai nếu cử tri không đoàn kết để ngăn chặn viễn cảnh đó. Cực hữu đang ở trước cửa quyền lực, không một phiếu nào nên dành cho đảng tập hợp quốc gia. Ông Attal nói, lãnh đạo đảng AN, bà Marine Le Pen, kêu gọi những người ủng hộ và cử tri không ủng hộ đảng AN trong vòng đầu tiên hãy vượt qua ranh giới và trao cho đảng của bà cơ hội chiếm đa số ghế trong quốc hội. Pháp tổ chức bầu cử quốc hội bất thường sau khi Tổng thống Macron hôm 9 tháng 6 giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm do thất bại của đảng Phục Hưng của ông trước đảng AN tại cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Trong vòng bầu cử thứ nhất, ứng cử viên nào nhận được đa số phiếu bầu và có được sự ủng hộ của tối thiểu 25% cử tri tại khu vực bầu cử sẽ giành chiến thắng. Trường hợp không có ứng viên đạt ngưỡng 25%, những ứng cử viên nhận được sự ủng hộ của tối thiểu 12,5% số cử tri sẽ bước vào vòng bầu cử thứ hai. Bầu cử quốc hội Pháp, canh bạc lớn của ông Macron và châu Âu. Ngày 30 tháng 6, cử tri Pháp đã đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội vòng 1 sau khi Tổng thống Emmanuel Macron hôm 9 tháng 6 bất ngờ giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm do thất bại của đảng Phục Hưng Trung Dung của ông trước đảng Tập hợp Quốc gia AN cực hữu tại cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, theo hãng tin AFP. Cuộc bầu cử quốc hội lần này được đánh giá là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong nhiều thập niên đối với Pháp cũng như đối với châu Âu. Cuộc bỏ phiếu bắt đầu lúc 8 giờ sáng và kéo dài đến 6 giờ chiều ngày 30 tháng 6 theo giờ địa phương. Trong đó, cử tri sẽ bỏ phiếu chọn ra 577 thành viên quốc hội từ 4.011 ứng cử viên. Kết quả này sẽ quyết định ghế thủ tướng thuộc về đảng nào, cũng như định hình phương hướng chính phủ tiếp theo của Pháp. Bầu cử quốc hội lần này là sự cạnh tranh của ba nhóm chính trị chính, liên minh của Tổng thống Macron, gồm các đảng Phục Hưng, Renaissance, phong trào dân chủ Modem và những chân trời Horizon. Đảng cánh hữu AN cùng Liên minh Mặt trận Bình dân mới NFP của cánh tả. Để đạt được ghế trong quốc hội, một ứng cử viên phải nhận được đa số phiếu bầu và có được sự ủng hộ của tối thiểu 25% cử tri tại khu vực bầu cử. Trường hợp không có ứng viên đạt ngưỡng 25%, những ứng viên nhận được sự ủng hộ của tối thiểu 12,5% số cử tri sẽ bước vào vòng bầu cử thứ hai diễn ra một tuần sau đó. Thông thường, phải đến vòng bầu cử thứ hai mới có ứng viên chiến thắng. Kết quả thăm dò gần nhất cho thấy đảng AN dẫn đầu cuộc đua với khoảng 35% số phiếu bầu, kế đến là Liên minh cánh tả với khoảng 25-26% số phiếu bầu và Liên minh Trung dung của ông Macron đứng thứ ba với khoảng 19%. Kết quả bầu cử chính thức sẽ có vào ngày 8 tháng 7, một ngày sau khi vòng bầu cử thứ hai kết thúc. Kết quả vòng 1 là một dấu hiệu dự đoán kết quả cuối cùng, nhưng không nhất thiết phản ánh chính xác kết quả bầu cử. Chẳng hạn, vào năm 2022, Liên minh Trung dung của ông Macron và phía cánh tả đã ngang tài ngang sức trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Nhưng kết quả cuối cùng, Liên minh của ông Macron giành được
gần 250 ghế, trong khi cánh tả giành được chưa đến 150 ghế. Theo các chuyên gia, các vấn đề kinh tế xã hội và vấn đề nhập cư là mối quan tâm chính của các cử tri Pháp khi lựa chọn bỏ phiếu cho một đảng. Trước đó, lãnh đạo đảng AN, Jordan Bardella đã công bố chương trình nghị sự của đảng nếu giành chiến thắng, bao gồm ngăn làn sóng nhập cư bất hợp pháp, giải quyết các vấn đề về chi phí sinh hoạt, giảm lạm phát, giảm tuổi hưu, tăng lương. Trong khi đó, Liên minh cánh tả cho biết sẽ đảo ngược các cải cách lương hưu và tăng tuổi hưu mà Tổng thống Macron đã thông qua, đồng thời tăng chi tiêu công nếu liên minh giành chiến thắng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!